Xin chào các bạn, bác sĩ đang ca phẫu thuật hạ gò má cho một cái khách hàng. Thì các bạn thấy khách hàng của bác sĩ thì có cái hai cái gò má rất là cao luôn ha, hai gò má rất là cao và nó phình ra hai bên và thái dương hóp, cũng như tình trạng là cái da mặt nó bị chảy xệ nhẹ rồi. Thì trong cái trường hợp này thì bác sĩ sẽ vừa hạ xương gò má bằng dao siêu âm, vừa độn thái dương và vừa căng cái da mặt vùng số 4 lên để cho khách hàng của bác sĩ thứ nhất là hết cao xương gò má hết cái đoạn phình to, hết cái nhô ra và cái thái dương thì không còn hõm nữa, và cuối cùng cái da mặt được căng nhẹ lên rất là trẻ trung. Như vậy thì chúng ta sẽ làm trên cái khách hàng của bác sĩ sẽ làm 3 trong 1 luôn, một lần phẫu thuật nhưng mà mình sẽ làm 3 cái và hoàn toàn không đau, với cái phương pháp mình vừa kết hợp nội soi và dao siêu âm và dao học của Nick sử dụng trong căng da mặt, trong hạ gò má thì gần như là sưng đau gần như rất ít cả nhà nha. Rồi cả nhà đón chờ kết quả.